Alo, chào buổi sáng nha. Hôm nay á, là ngày 23. Giờ này là 10 giờ mà 5 phút sáng. Giờ là hôm qua là mình nấu 3 món. Hôm nay á mình nấu món phở. Mà cái xương bò, thấy không? Mấy cái bắp bò mình mới lấy trong tủ đá ra. Giờ tí nữa mình kiếm cái nạm bò. Nếu không có thì mình chạy ra mình đi mua. Thì giờ mình bỏ vào trong, tại trong tủ đá mình phải luộc lên. Luộc lên xong mình cho chút giấm mà mình luộc, phải cho chút giấm vào. Nha. Mình luộc luộc xong á đổ cái nước đi là rửa sạch xong mới bỏ vào mình hầm. Ok. Rồi tí nữa tôi nấu tôi sẽ chỉ cho cách thức để nấu một cái nồi phở bảo đảm 100%, không có 99%, bảo đảm ngon đặc biệt. Ok, xin chào bà con nha. Đây là mình có 2 miếng ván làm ván tủ. Thì mình cái ván này là của Italy. Cái này là mình nhặt thôi. Mình nhặt về là để mình đóng một cái bàn nho nhỏ để cho bà xã mình ngồi làm gieo lắc ở nhà đó. Thì tí xíu nữa làm 2 miếng ván thì tôi sẽ đóng thành một cái bàn nho nhỏ. Lúc mà tôi đóng tôi sẽ quay tiếp cho các bạn. Cái là những cái gì mình phải tự nghĩ ra, mình sáng chế ra nha, khỏi cần bỏ tiền mua. Ok, tự làm. Ok, bây giờ là cái thịt đó, nước nó sôi rồi nha. Giờ mình đổ đi nè, mình đổ đi, mình rửa sạch đi. Đó, giờ mình đổ ra mình rửa sạch. Mình vừa làm vừa nấu phở, giờ mình lại đóng đóng tủ nữa. Thấy không? Vừa nấu ăn vừa đóng tủ, đóng bàn chứ không phải tủ. Ok, đó giờ mình đã rửa sạch rồi nha. Thì sạch đèn gì để cho cái nước phở, nước bouillon nó trong nha. Giờ mình ninh mấy tiếng đồng hồ, bắt mình mới tra gia vị. Khi nào mình tra gia vị thì mình sẽ nói cho các bạn, tại vì mình bây giờ mình không có quay, tại vì mình cũng còn làm cái đóng cái bàn nữa nha. Mình vừa nấu vừa đóng cái bàn bởi vậy nó nhiều thời gian lắm nha. Thì đấy là 2 miếng gỗ này mình chuẩn bị, mình ra ngoài mình cưa xong mình mới ráp. Lúc mình ráp mình sẽ quay phim cho đó. Nghĩa là mình đóng đóng cái bàn này á, là cái bàn chiều chiều dài nó là 90, chiều cao là 70 đó. Cái bàn giống là bàn, cái là bàn di chuyển đó. Có thể là mình không, mình hết làm mình tháo cái chân ra cắt vào trong cho nó gọn nha. Tí mình đóng mình sẽ cho các bà anh chị em thấy. Ok, giờ mình chuẩn bị mình cưa 2 cái chân trước nha. Cưa 2 chân trước đây, mình dùng cái cưa là Bosch, cưa hiệu Bosch nha. Cái này nó hơi chói nắng chút không sao, mình sẽ cưa nó 2 cái chân trước. Thank you.
đó là một cái chân nha. Để mình kiếm thì mình kê lên thôi, nó bị nên là bị gãy. Hôm nay gió nhiều lắm. Lấy cái hộp kê đi. Ok. Bây giờ một cái chân rồi. Chân này là 70. Để mình lấy thước mình đo lại, quên đó. Như cái này cái chân nữa sao. Mình vẽ xong mình quên luôn. Giờ nó quên lắm. Cái này cái chân nó phải không? Dạ. Thôi thằng này. Ok. Là một cái chân nữa. Là thằng này. Nữa. Đó, thấy không? Giờ bắt đầu mình lấy cái mặt bàn. Vô lấy cái ván để lấy mặt bàn. Ok, giờ mình cưa cái mặt bàn. Ôi thôi. Sao? Chiều dài 90 nha. Rồi. Để mình vẽ những cái khúc xong một tí mình ráp vào rồi mình sẽ quay tiếp. Ok.